Lời. Cái gì? Nói lại coi, nói cái gì nghe khó nghe vậy? Get on with là gì? Học mà không nhớ mấy cái từ này nó hay ra đề thi lắm. Nhi. Có được. Không, không thể có được với sống hòa hợp. Sống hòa hợp với ai? Comeback là gì? Quá dễ, bảo. Comeback. Rồi, turn down là gì Nhi? Dạ, từ chối. Chúng ta có từ xuất hiện là gì? Thân gì? Thân gì? Xuất đầu lộ diện đấy. Rồi trong bài số 2 các con sẽ chú ý cái so sánh hơn nha, so sánh hơn, so sánh nhất, so sánh bằng. Đấy, so sánh bằng là hôm trước nói rồi nha, S cộng tính từ cộng S đó. Sang bài số 3 thì chú ý câu tường thuật, report this break, câu tường thuật. Thì nguyên tắc là phải lùi thì, đổi lại từ nhân xưng và trạng từ chỉ thời gian nơi chốn cho phù hợp. Về lùi thì là từ hiện tại chuyển thành quá khứ thôi, hiện tại đơn thành quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn thành quá khứ tiếp diễn, hiện tại hoàn thành thành quá khứ hoàn thành, quá khứ đơn thì chuyển thành quá khứ hoàn thành. Rồi would thì thành will, can thì thành could, must thì thành have to nha. Bảo mấy cái đó nhớ không con? Có nhớ không? Hả? Have must thành have to, can thành could, con còn nhớ không Bảo? Cái miệng đâu? Cái miệng đâu? Có. Rồi những cái trạng từ chỉ thời gian, ví dụ là ago thành then, here thành there, rồi tomorrow chuyển thành the day before, the day after, hoặc the following day, yesterday chuyển thành the day before, hoặc là the previous day, vân vân. Về chúng ta sẽ chia ra là câu hỏi với cái câu hỏi yes no thì phải có if whether, câu hỏi với từ để hỏi thì phải có question word. Các từ để hỏi nhớ là chủ ngữ ra trước, động từ ra sau, phải lùi thì. Rồi còn về cái lời khuyên hoặc là cái mệnh lệnh thì là to infinity hoặc là not to infinity. Rồi trong bài số 4 con cần phải nhớ câu điều ước. Câu điều ước thì ở đây con học câu điều ước hiện tại, điều ước tương lai thôi. Điều ước hiện tại thì con sẽ chuyển nó thành were, hoặc nếu to be là were, nếu mà động từ thường là động từ cột 2, hay còn đây gọi là quá khứ giả định đấy. Nếu mà tương lai thì là would cộng động từ nguyên mẫu. Rồi về thì quá khứ đơn với you to trong bài số 4 cần phải nhớ. Thì quá khứ đơn diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ. Dấu hiệu thì sẽ có yesterday, last week, last month, last year, ago, in cộng 5 quá khứ. Chủ ngữ cộng động từ cột 2 hoặc động từ thêm ed, và câu phủ định là did done cộng động từ nguyên mẫu. Câu nghi vấn là did cộng chủ ngữ cộng động từ nguyên mẫu, cái này quá dễ luôn. Nha, rồi trong đây các con phải chú ý phát âm ss. Chú ý phát âm ed. Hôm trước nói chưa? Nhi. Phát âm ed cô nói chưa? Dạ rồi. Phải thuộc lòng như Nhi á Bảo nha. Rồi, you to cộng với gì? Cấu trúc you to nè. Bảo dịch câu này coi. You to cộng với cái gì? Một to infinity dịch là gì? Hả? You to dịch là gì? Cái miệng đâu? You to là cộng với một infinity nhá. Đã từng làm gì trong quá khứ? Hai cái đứa này học mà cái miệng không chịu mở ra. Sang bài số 5 cần chú ý đến câu bị động. Câu bị động Nhi thì cô không lo lắng về phần câu bị động, chứ Bảo thì hơi mơ màng câu bị động đấy. Chú ý nhá, câu bị động của các thì là chú ý. Ví dụ hiện tại là chuyển thành Amia cộng động từ cột 3 đúng không? Hiện tại đơn ấy. Hiện tại tiếp diễn thì chuyển thành Amia cộng với being cộng động từ cột 3. Hiện tại hoàn thành thì là have or has cộng been cộng động từ cột 3. Về quá khứ đơn thì sẽ là was were cộng với động từ cột 3. Quá khứ tiếp diễn là was were cộng being cộng động từ cột 3. Quá khứ hoàn thành là had the been cộng động từ cột 3. Tương lai là will be cộng động từ cột 3. Mode the verb là mode the verb be cộng động từ cột 3. Dễ không? Còn đó là những cái loại bình thường. Còn trường hợp đặc biệt câu sai khiến này. Hai đứa chú ý thể sai khiến cho cô. Thể sai khiến, câu sai khiến. Have a guess có nghĩa là sai khiến. Bình thường câu chủ động của cô sẽ là chủ ngữ
cộng với have hoặc là cộng với get, cộng một cái tân ngữ ở đây là tôi sai ai đó, và sau đó sẽ là một be infinity, ở đây là động từ nguyên mẫu không tôi, là sai ai làm gì, sai ai làm gì nhá, sai ai làm gì. Và cô sẽ chuyển sang passy này, passy void này là thể bị động như sau. Tân ngữ cô đưa ra làm chủ ngữ mới, sau đó chủ ngữ mới cái gì xô? Nước đường đâu? Nước trong thùng lạnh nó lấy một con đũa, cái đó nặng lắm. Cái đũa. Rồi, nước, bây giờ này. Chủ ngữ cộng với have rồi. Cộng với nước trắng á, nhưng mà lấy cẩn thận đổ nghe chưa? Đổ hết vào cái trà sữa rồi ca cao trong á. Have rồi cộng với get cộng với tân ngữ mới. Tân ngữ mới là nha, tân ngữ mới. Ủa. Cái này là sao ta? Rồi cộng với động từ cột 3. Cái này nó ghi vớ vẩn nhỉ. Ghi sao ta? Rồi. Hoặc là câu bị động khách quan. Con học rồi, câu bị động khách quan. Câu bị động khách quan. Cũng học luôn rồi đó. Rồi, sang bài số 5 con sẽ học câu đề nghị. Câu đề nghị. Câu đề nghị với gì nhỉ? Câu đề nghị với subject á, Bảo ơi. Bây giờ nhá, con nhớ cho cô này. Subject mà cộng với động từ đằng sau thì bắt buộc là phải động từ thêm ing, nghe chưa Bảo? Nghe chưa? Còn subject that sau đó cộng mệnh đề á, thì cái mệnh đề đó sẽ là có từ should cho cô. Bắt buộc phải có từ should nên làm gì đó. Sau đó cộng với một động từ nguyên mẫu. Được không Bảo? Cô đang ôn lại kiến thức của kỳ 1 đó. Đã được. Lát nữa ôn ngữ pháp. Đây là từ vựng. Đây là ngữ pháp, lát nữa ôn từ vựng. Bây giờ ôn từ vựng cái nào. Rồi coi lại đi, coi lại cái cụm động từ này cho cô này. Còn có cái gì mà mình học mà mình không ghi ở đây thì nhớ thêm đi, mình ghi vào đi. Còn từ nào nữa Nhi đọc cho cô đi Nhi. Con học cái này hôm trước, hồi hè con ghi rất là kỹ. Có từ gì nữa? Thích cập là gì? Cởi ra này. Bảo ghi cái này vào con. Cái này này, ghi bí kíp này vào đi. Turn on là gì? Turn on là mở. Turn up là gì con? Tắt. Nhi ơi, con đọc cho cô vài câu hôm trước con học đi. Dạ, yeah, bring out. Bring out là gì? Xuất bản này, phát hành. Xuất bản, phát hành. Look through. Look through, đúng rồi, cái này hay ra đề này. Bảo ghi vào, bởi vì con không có thuộc. Look through là nhìn, nhìn lướt, đọc qua. Đọc lướt. Get up. Get up thì quá dễ luôn. Get up. Bring out, up, find out. Thức dậy. Từ gì con? Find out. Đúng rồi, find out, tìm ra. Tìm ra. Từ gì nữa không? Yeah, look forward to. Look for. Cái này quan trọng lắm, Bảo ghi vào đi. To cộng với động từ thêm in là trông mong. Trông mong. Pass down. Trông mong. Rồi pass down, đúng rồi. Ở trên kia có rồi, pass down có rồi. Cái nào chưa có? Show around. Show around. Show around. Ok, chỉ dẫn ai đi chơi vòng quanh. Chỉ chỗ chỗ này chỗ kia, dẫn gọi là dẫn ai đi chơi á. Rồi. Từ gì nữa ta? Rồi, những cái từ này có lẽ là khá đủ rồi đấy. Chờ cô xíu cô sẽ đưa cho cái phần từ vựng để mình học nhá. Đợt trước cô có chép hết đâu hết này ta tìm ra. Cô sẽ đưa nguyên từ vựng của kỳ 1 cho các con đọc lại từ đầu đến cuối. Rồi giải đề nó mới dễ hơn được. À, học thuộc cái phần speaking chưa? Nhi? Bảo thuộc chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Bao giờ hạn chót? Dạ, em là thứ 5 còn bảo em biết. Đấy, đấy, lo mà học đi. Đâu rồi? Lấy cái topic ra đọc một lượt đi, chờ cô copy hết từ vựng cô gửi sang cho con luôn. Copy là sao? Để mà ôn lại hết.
Alo, hai đứa. Rồi nào, đọc nào. Rồi đọc cho cô. Artisan. Nào nào, nhớ nhấn âm luôn nhá, để mà làm bài nó tiện hơn. Artisan. Hai đứa mở mic đọc đi. Artisan. Thợ làm nghề thủ công. Hai đứa nghe không? Nghe. Ừ, mở mic ra đọc theo luôn nha. Ôn từ vựng đấy. Nhớ luôn cái phần nhấn âm để mà làm bài luôn. Artisan. Artisan. Rồi, đây là gì? Đây là thợ làm nghề thủ công. Bảo không nói đọc đi Bảo. Handicraft ha. Handicraft là nhấn âm đầu. Sản phẩm thủ công. Bảo Loan mà đọc đi nha, từ vựng đừng biết cái từ nào đâu. Nghe không? Nghe không? Workshop. Nào, workshop. Chữ ơ đấy. Workshop, nhấn âm đầu. Workshop. Xưởng, công xưởng. Attraction, nhấn âm 2. Cứ sần là nhấn trước nó. Attraction. Attraction. Điểm hấp dẫn. Attraction. 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 Rồi, preserve. Preserve, nhấn âm 2. Bảo tồn, gìn giữ, động từ. Preserve. Preserve. Bảo tồn, gìn giữ. Tiếp theo, tính xác thực, tính chân thật. Authenticity. Nào đọc này. Cái này giống như là hàng là hàng hàng gì? Hàng chính hãng. Đó, hàng chính hãng có từ authentic á, đúng không? Authenticity. 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 Bảo đọc đi. Authenticity. Authenticity. Cái này nhớ nó ba rồi đó. Authenticity. Authenticity. Chú chả thấy nó bảo đọc hết trơn, trong khi tôi vẫn biết từ nào hết. Cast. 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 Đúc đồng. Nha, cái này là đúc đồng, mấy cái động từ này mình hay bị lơ mơ lắm này. Cast, đúc đồng. Ba cột y chang nhau luôn. Cast, cast, cast luôn nha. Ba cột giống nhau. Craft. Craft là nghề thủ công. Nghề thủ công, danh từ, nghề thủ công. Craftman, craftsman. Craftsman, thợ làm đồ thủ công. Thợ làm đồ thủ công. Và đây là số ít, số nhiều là chữ này biến thành chữ. Chữ E, nhấn năm đầu này. Team building. Team building. Team building, xây dựng đội ngũ, tinh thần đồng đội. Team building. Rồi, drum head, mặt trống. Drum head, nhấn năm đầu. Drum head. Mặt trống, mặt trống. Embroider. Nhấn âm 2, embroider, động từ theo thùa. Embroider. Embroider. Frame, khung. Frame. Frame, cái khung. Lacquerware, nhấn âm đầu có. Lacquerware. 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 Đồ sơn mài. Đồ sơn mài. Layer, nhấn âm đầu. Layer, lớp lá. Cái lớp. Layer ở cái nón á thì là lớp lớp lá nha. Mount. Mount là khuôn này. Cột 2 cột 3 là thêm ed vào nhá. Mount. Rồi, sculpture. Nhấn âm đầu, sculpture, điêu khắc, đồ điêu khắc, sculpture. 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 Surface. Surface. Nhấn âm đầu, bề mặt. Surface. Surface. Thread. Thread. Các bạn cứ đọc đi nha, cứ đọc theo đi. Thread. Thread là chỉ, sợi, danh từ, cái sợi. Sợi. Weave là đan rổ rá dệt vải. Cột 2 cột 3 là gì nhỉ? Woven. Rồi. Cột 2 cột 3. Weave, đan rổ rá dệt vải. Turn up này. Xuất hiện, đến, turn up. Set up là khởi hành, bắt đầu chuyến đi. Close down, đóng cửa ngừng hoạt động. Đóng cửa ngừng hoạt động. Pass down, truyền lại cho thế hệ sau. Pass down. Face up to, đối mặt giải quyết. Turn down, từ chối. Set up, thành lập tạo dựng. Take over, tiếp quản, kế nhiệm, nối nghiệp. Live on, sống bằng dựa vào. Sống bằng dựa vào.
Treat là xử lý. Treat. Chữ y này là chữ y dài đó. Đọc dài mở. Treat. 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 Carve là chạm khắc. Chạm khắc, chạm chỗ. Cái này dành cho gỗ này. Gỗ chúng ta hay xài cái từ này để chạm chỗ nó này. Nha. Chạm chỗ nữa. Hoặc là điêu khắc trứng. Chắc mình học hồi lớp 7 đó. Rồi. Carve. Cột 2, cột 3 là thêm ED. Rồi. Bước giai đoạn này. Stage. 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 Bước giai đoạn. Stage. Rồi. Đồ tạo tác này. Artifact. 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 Nhớ nó đầu này. Artifact. 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 Loom. Không cử giật vải này. Loom. Loom. U dài. Loom. 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 Không cử giật vải. Loom. Tiếp theo. Versatile. Versatile. Nhớ năm đầu. Versatile. Đa năng. Versatile. 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 Đa năng. Willow. Willow. Đó có willow là cây liễu. Willow. 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 Charcoal. Than. Charcoal. Than để vẽ. Charcoal. 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 Rồi numerous. Numerous nhớ năm đầu luôn. Bảo lo mà đọc theo đi. Numerous. 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 Nhiều nha, nhiều. Numerous. Đông đẹp, số lượng lớn, mình nhớ là nhiều là được rồi. Birthplace. Birthplace. Place. 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 Birthplace. Nơi sinh ra, quê nha, quê quán. Dewick. Dewick giải quyết. Dewick giải quyết. Get on with, quan hệ tốt. Có mối quan hệ tốt. Cần cái này không đọc là cờ nít mà đọc nít thôi. Nít. Cột 2 là gì nhỉ? Cột 2, cột 3 là thêm ED đúng không? Knitted. Knitted nha. Knit, knitted, knitted. Dan Len. Look forward to này. Trông mong, trông đợi. Marble sculpture. Marble. Marble. Marble sculpture. Sculpture. Điêu khắc đá, cẩm thạch. Memorable. Nhớ năm đầu cho cô này. Memorable. Đọc đi, từ này hơi khó đọc. Memorable. Memorable. Bảo đâu nghe đọc bảo. Memorable. Memorable. Pottery. Memorable. Pottery. 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 Great grandparent. Grandparent là ông bà. Thêm chữ great và là ông bà cố. Nha. Cụ. Cụ. Nhưng nó gọi là cố. Great grandparent. Place of interest. Cái này đọc là interest. Nhớ năm đầu này. Interest. Place of interest. Nào, place of. Place of. Người ta đọc nối thành place of interest. Địa điểm hấp dẫn, địa điểm tham quan. Địa điểm tham quan cũng được. Địa điểm tham quan. Tham quan. Place of. Place of interest. Tiếp theo. Place of interest. Talk of war. Talk of war. Talk of war. Kéo co. Talk of war. Church of War, kéo co. Riverbank, bờ sông. Riverbank, nhớ năm đầu luôn. Riverbank. Riverbank. Conical. Conical, năm đầu này. Conical heart. Conical heart, nón lá. Conical làm nón. Làm nón lá, chắc chúng ta ghi thành cụm từ gì? Conical heart making. Conical heart making. Làm nón lá nhé. Rồi minority, nhớ năm hai này. Minority ethnic. Minority đọc ethnic. Ethnic không phải ethnic nhá, nhiều khi mình cứ đọc thành minor là cũng sai, phải là minority. Minority ethnic. Minority ethnic, đó là bài số 1. Sang bài số 2. Bài số 2 là về cái gì vậy Nhi? Cái đề bài là gì? Để em coi. Nhờ là City Life. City Life. Cuộc sống thành phố nè. Bây giờ chúng ta có này. Affordable. Đọc theo cô. Nhớ năm 2. Affordable. 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 Giá cả phải chăng, có thể trả tiền được. Vừa giá tiền. Affordable. Affordable. Nhớ năm 2 đã bảo. Ancient. Nhớ năm 1 này.
ancient, đọc cho cô, cổ xưa. Ancient. Ancient, tính từ nhá. Ancient. Cổ xưa, cổ kính. Rồi, asset, tài sản này. Từ này hay gặp asset. Trong phần trắc nghiệm. À, phần mà nhấn âm, phải phát âm á. Asset. Nhấn âm đầu. Asset. Asset. Mình hay đọc là asset, asset là sai, phải là A. Asset. 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 Carter. 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 Catastrophic. Nào đọc nào. Catastrophic. Từ này ít gặp ha. Catastrophic. Thảm khốc. Catastrophic. Nhấn âm 3. Nhấn chỗ này. Carter. Carter. Catastrophic. Rồi. Catastrophic. Cheer up. Cheer up. Làm ai đó vui lên. Cụm động từ tiếp. Cheer up. Cheer up. Nhá. Cheer up. Làm ai đó vui lên. Conduct. Nhấn âm 2 này. Cái này hay gặp trong phần trắc nghiệm phát âm này. Conduct. Thực hiện. Conduct. Động từ thực hiện. Bảo nghe cho kỹ vào. Cái này hay gặp này. Conflict. Xung đột này. Conflict. 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 Xung đột. Conflict. Rồi. Determine. Determine. À, determine. Nhấn âm 2 này. Determine. 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 Xác định. Động từ. Xác định. Xác định. Downtown. 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 Nhấn âm 2 này. Downtown. Downtown. Trung tâm. Trung tâm. Thương mại. The drawback. The drawback. Mặt hạn chế. Khuyết điểm. Drawback. The drawback. Nhấn âm đầu. The drawback. The dweller. Cư dân. Nhớ cái này hay gặp trong bài đọc. The dweller. Nhấn âm đầu. The dweller. Bảo đọc đi. The dweller. Cư dân. The dweller. Thằng Bảo lười ghê nha. Từ mới thì đã không thuộc rồi mà không chịu đọc nữa. Đọc thì chẳng đọc được nữa. The dweller. The dweller. Lo mà đọc như nhi chứ. Lười biết. The dweller. The dweller. The dweller. Đọc được từ rồi mất tâm mất tích. Easy going. Easy. Easy going. Cởi mở. Nhá. Thoải mái, dễ tính. Easy going. Easy going. Easy going. Rồi cái từ này hay gặp nè. Grow up. Grow up. Hay gặp lắm. Grow up. Lớn lên, trưởng thành. Grow up. Từ này cũng hay gặp luôn. Tuyệt vời, tuyệt diệu. Wonderful. Cái này đồng nghĩa với wonderful. Bằng với wonderful. Great. Đó. À, đọc này. Fabulous. Fabulous. Nhấn âm đầu. Fabulous. 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 Nhấn âm đầu. À, wonderful. Great. Rồi, nhân tố, yếu tố này. Factor. Factor. Nhấn âm đầu. Factor. 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 Rồi, feature. Feature. Điểm đặc trưng. Nhấn âm đầu luôn. Feature. 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 Rồi, tiếp theo cái từ này hay gặp này. Forbidden. Nhấn âm 2. Forbidden. Forbidden. Đọc đây. Forbidden. 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 Bị cấm, cấm đoán. Yeah, cấm đoán. Rồi, for the time being. For the for time, the time being. Being. Thờ, trong lúc này, hiện thời. Nhá. Trong lúc này, đây là cụm động cụm từ. Trong lúc này. Rồi cái từ này indicator, nhấn âm đầu indicator. Indicator, chỉ số. Indicator. Chỉ số. Index. 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 Giống như danh mục. Index. Danh mục. Rồi. Jet lag. Sự mệt mỏi do lệch múi giờ. Jet lag. Jet lag. Sự mệt mỏi do lệch múi giờ. Rồi make. Cái này hay gặp nhá. Tiến bộ. Make. Make. Progress. Nhấn âm này. Make progress là make progress. Medium size. Medium size. Vừa cỡ trung. Vừa cỡ trung. Medium là trung bình đó. Medium. Nhấn âm đầu. Medium. Metro. Medium. Metro. Tàu ngầm. Metro. 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 Tiếp theo. Metropolitan. 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 Politan. Metropolitan. Thuộc về đô thị. Thuộc về đô thị. Thuộc về đô thị. Multicultural. Nhấn âm này. Multicultural. Multicultural. Cái này hay nhấn phần nhấn âm.
multicultural, đa văn hóa, đa văn hóa, nhiều văn hóa. Rồi negative, nhấn âm đầu, bảo là mà đọc đi. Negative. Tiêu cực, tính từ. Rồi Oceania, châu đại dương. Oceania. Cái này ít gặp. Oceania. Châu đại dương. Populous, cái từ này hay gặp này. Populous, nhấn âm đầu. Populous là đông dân. Populous. Pector. Nhưng mình đọc pector là sai không chứ mà đọc pector là sai. Pector. Chật ních người nhá. Chật ních người, đông người, viết cho cô thêm vào. Nó bằng với full đi với gì nhỉ? Full up bằng với cái gì nữa? Ghi vào. À, cái này chắc cô gửi sang đi. Bằng với gì nữa nhỉ? Crow gì? Crow gì? Đúng không? À, pack, cái từ pector này nó đi với gì luôn? Crowded đi với quýt này. Quýt này. Nhá, crowded đi với quýt này. Pack này đi với gì luôn? Với quýt luôn. Nó bằng thêm một từ nữa là từ gì? Không có giới từ đằng sau. Từ này đúng không? Yeah, rồi. Nhớ đấy. Rồi put on, mặc vào. Mặc vào. Cởi ra là gì? Take gì? Put, take off. À, take off, cởi ra. À, take off còn có hạ cánh nữa. Rồi tiếp theo, cái từ này có hay gặp trong bài đọc. Recreational. Recreational, nhấn âm A nè, nhấn âm 3. Recreational. Giải trí. Recreational. Bảo nó đọc đi bảo. Recreational. Đọc thì mới nhớ được, thế nào cho mình nhớ được. Recreational. Có mặt thiên tài nó không nhớ được. Recreational. Đúng rồi. Reliable. Cái này hay gặp này nhá. Reliable. Đáng tin cậy. Ờ, tiếp theo cái này hay gặp này. Resident. Không phải C mà là G. Đọc lại cho cô nào. Resident. Cái từ này hơi giống cái từ tổng thống. Tổng thống là gì? Tổng thống là President. President. À, cái này là tổng thống. Trưởng. À, trưởng các kiểu á. Hơi khác nha. Có chữ P thành từ khác rồi. Resident. Dân cư. Nãy mình có resident. Người dân dân cư là từ gì nữa? Nhi mới học xong lúc nãy. The dweller. Rồi nhà cao chọc trời nè. Skyscraper. Đây nhà năm đầu. Skyscraper, nhà cao chọc trời. Tiếp theo mắc kẹt kìa. Stuck, mắc kẹt không di chuyển được. Stuck. Rồi urban thuộc đô thị thành thị nhà năm đầu. Urban là đô thị. Vậy là vùng nông thôn là gì? Rural. Nông thôn. Hẻo lánh. Cái này là nông thôn. Nông thôn. Xa xôi hẻo lánh á. Rồi tiếp theo. Urban. Sprawl. Đô thị hóa. Cái này hay gặp trong bài đọc. Urban. Sprawl. Đô thị hóa. Variety. Hay gặp này. Variety. Sự phong phú. Sự đa dạng. Nhân năm 2, variety nha. Rồi wonder hay gặp nè. I wonder đi lang thang. Wonder. Rồi sang bài số 3. Bài số 3 là teenager. Teen stress and pressure. Bài này hơi khó, từ mới không ạ? À? Teen stress and pressure. Lo mà học này. Adolescent nhân năm 3 này. Adolescent. Đọc đi. Adolescent, danh từ. Adolescent. Cái này gọi là tuổi dậy gì? Dậy thì đó. Nhá, mình nói một cách khác là tuổi dậy thì. Giai đoạn dậy thì. Adolescent, nhớ năm 3. Adolescent. Adulthood. Nhớ năm đầu. Mình hay đọc bậy bạ nhớ năm 2 nhưng mà thực sự là nhớ năm đầu. Adulthood. À, tiếp theo cái ngạc nhiên này, surprise này. Astonished. Nhớ năm 2. Astonished. Đấy, nhớ năm 2 surprise nhá.
break down, thất bại, sụp đổ, break down, nhắm đầu, break down, break down, break down, calm, break calm, down. Bình tĩnh, mình có cụm từ đó là gì? Stay, giữ bình tĩnh nào, stay calm, calm down, calm down, bình tĩnh, nha, yeah. Calm down, calm, rồi cognitive skill, cognitive skill, quên. Cognitive mà cognitive skill. Nắm đầu cognitive skill. Cognitive skill, kỹ năng tư duy. Cognitive skill. Yeah, kỹ năng tư duy. Concentrate, concentrate, concentrate. Đầu. Concentrate. Concentrate, tập trung. Concentrate. Nó có bằng với cái từ focus on. Hoặc là pay attention. Pay attention. Nha. Yeah. Tập trung. Rồi, concentrate. Confident, tự tin này. Confident nhấn năm đầu cho cô. Tự nhiên ngứa cái mũi người ta, hay cô biết rồi. Concentrate. À đâu đâu, sorry. Confident. Đó đây, confident. 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 Danh từ của nó là gì biết không? Con confident. Confident, danh từ. Danh từ. Rồi, conflict mới học xong. Vừa là động từ, vừa là danh từ nhá. Conflict, sự xung đột, mâu thuẫn. Conflict. Nhấn năm đầu luôn. Rồi, degree, nhấn năm 2 này, báo ghi vào, nhớ nhìn vào. Degree, degree, trình độ, bằng cấp, trình độ. Delighted, nhấn năm 2 này, vui sướng. Bảo mấy cái này là không nhớ này, bảo này mấy cái này hôm trước cô cho con làm mấy cái bài này, con không biết là từ gì đây này. Đọc kỹ vào, delighted, vui sướng. Delighted. Delighted, vui sướng. Rồi, tuyệt vọng, chán nản này, chán nản, chán nản, chán nản. Là depressed, nhấn năm 2 luôn, depressed. Depressed, depressed, tuyệt vọng, chán nản. Designer, nhấn năm 2, nhà thiết kế, designer. Designer, designer. Nhà thiết designer. Kế. Vừa là động từ là thiết kế. Tiếp theo, the disappoint, nhấn năm 3 nhá. Disappoint, disappoint, làm thất vọng, làm thất vọng. Tính từ là disappointing, hoặc là disappointing. Rồi tiếp theo, doubt, doubt, nghi ngờ, ngờ vực, doubt, doubt. Tiếp theo, xấu hổ này, bối rối này, cái này còn nghĩa là bối rối nữa, bối rối, xấu hổ. Embarrass, nhấn năm 2 con, bảo chú ý vào, cái này là bảo không có nắm này. Embarrass. 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 Bảo có đọc như vậy, embarrass. Đấy, cô nói nó mới đọc, còn không nó không đọc. Lạy luôn. Lạy hồn. Gọi hồn luôn. Emergency, nhớ năm 2 cho cô. Mấy cái này hay ra lắm. Emergency. 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 Tình huống khẩn cấp. Emergency. Emotion, nhớ năm 2. Emotion. 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 Expect, nhớ năm 2 luôn. Expect. Expect, kỳ vọng nhá. Expect. Frustrated, bảo cũng không thuộc cái này. Frustrated. Frustrated. Frustrated, bực bội. Frustrated. Graduate. 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 Đọc cho cô. Tốt nghiệp. Graduate. Nhắm đầu. Graduate. Helpline. Đường dây nóng trợ giúp. Helpline. Hotline. Helpline. Yeah. Housekeeping skill. Kỹ năng là housekeeping việc nhà. Cái bài này là bảo từ vực không có nhớ từ nào đâu. Housekeeping skill. Independence. Cái này là danh từ. Tính từ là indie gì? Independent là tính từ nha. Còn cờ e là danh từ. Nhấn âm 3. Independence. 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 Rồi, câu tiếp theo. Inform, inform, trời ơi còn hai, chờ cô đã. Cô đang dạy. Rồi, tiếp theo, inform, design, design, từ decision, đọc lại cho cô nào. Design, đọc thành thiết kế rồi. Inform, nhớ năm 2 cho cô này. Inform, là sáng suốt đấy. Inform. Yeah. Rồi, inform, decision, decision, đọc lại cô.
Inform decision. Inform decision. Quyết định có cân nhắc. Inform decision. Quyết định có cân nhắc. Cái từ này hay gặp lắm. Rồi left out cũng hay gặp. Left out. Left out. Left out. Bị bỏ rơi. Bị cô lập. Left out. Life skill. Life skill là kỹ năng sống. Medicine. Nhớ đầu thuốc thang. Cái này biết rồi. Organ. Bộ phận cơ quan. Organ. Organ. Perform. Nhấn âm 2. Động từ 2 âm tiết. Nhấn âm 2. Trình diễn. Put in someone's shoe. Cái này hay gặp không? Hay gặp cực kỳ luôn. Đặt ai vào vị trí của mình. Quên. Đặt mình vào vị trí của ai đó. Đặt mình vào vị trí của ai đó. Remind cũng hay gặp này. Nhấn âm 2 này. Remind. Remind. Nhắc nhở. Relax. 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 Nhấn âm 2 nghe chưa? Relax. Resolve cũng nhấn âm 2 luôn. Resolve giải quyết. Resolve. Resolve conflict. Giải quyết xung đột. Cái này hay gặp cực kỳ luôn. Resolve conflict. Giải quyết xung đột. Risk-taking. Risk-taking. Liều lĩnh. Liều lĩnh. Self-aware. Tự nhận thức. Nhá. Self-aware. Ngộ ra. Tự nhận thức. Cái này hay gặp này. Self-discipline. Cái này đọc là Y nhá. Discipline. Self-discipline. Nhấn âm đầu. Self-discipline. Discipline. Discipline. Stay up late là thức khuya. Stress là căng thẳng mệt mỏi. Suffer sẽ đi với giới từ from cho cô. Suffer from. Trải qua. Suffer from. Tense là căng thẳng. Worry đi với gì? Giới từ gì? About. Worry about. Lo lắng. Bài 4 nào? Nhanh nhanh cho hết để cô dạy lớp kia. Act out là diễn xuất. Đóng vai. Act out. Bài 4 là nói về cái gì? Đọc cô nghe bài 4 tựa đề. Past life. The past life hả? Để tờ em phải không? Lại. Rồi, life in the past. The life, life in the past. Life in the past, cuộc sống quá khứ. Act out là diễn xuất. Acted, bắc cực. Acted. Barefooted là đi chân đất. Behave, nhấn âm 2. Behave là cư xử. Dog sled, xe chó kéo, nhấn âm đầu, dog sled, dog sled, drum, hình vòm, downtown, trung tâm, nhấn âm 2 nhá, nhớ cái này nhấn âm 2 đó, trung tâm thương mại, eat out là ăn ở bên ngoài, entertain, nhớ entertain là nhấn âm 3, entertain, giải trí, event, nhấn âm 2, event, nhấn âm 2, face to face là đối mặt, facility, facility, nhấn âm 2 luôn, cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị facility igloo nhấn âm 1 mình hay âm nhấn âm 2 nhấn âm 1 đấy igloo nhá tiểu tuyết rồi cái từ mất mù chữ này hay gặp này illiterate nhấn âm 2 illiterate loud speaker loa phóng thanh loa phát thanh nhấn âm đầu occasion là nhấn âm 2 dịp cơ hội ha rồi pass on là truyền lại kể lại truyền lại kể lại nó hơi giống cái từ pass down á đây là pass on post đăng tải là post bài đó snack đồ ăn vặt này street vendor là người bán hàng rong street vendor street là tính từ nghiêm khắc street là cư xử đối xử sang bài số 5 là kỳ quan ở Việt Nam kỳ quan ở Việt Nam rồi administrative nhớ năm 2 là thuộc về cơ quan hành chính nói chung là về hành chính astounding, sửng sốt, sững sờ, ngạc nhiên. À, quên đọc lại này. Astounding. Năm hai. Astounding. Cavern. Bảo có nghe không? Cavern là âm đầu. Cavern. Hang lớn, hang động lớn. Citadel. Nhấn âm đầu nhá. Citadel là thành lũy, thành trì. Conflict. Cái này hay bài này hay ra này. Conflict. Khó nữa. Đó là. Khu liên hợp quần thể contestant nhấn âm 2 contestant là thí sinh fortress là cái lá pháo đài fortress bảo đọc theo fortress geological nhấn âm 3 geological là cái gì thuộc về địa chất geological limestone là đá vôi lam chứ không phải đồng kim limestone
Measure là biện pháp. Chúng ta sẽ đi với động từ gì biết không? Take gì? Take a measure. Biện pháp, đưa ra biện pháp nhá. Measure, measure, nhấn âm đầu cho cô. Measure. Tiếp theo, paradise, thiên đường. Paradise. Rồi picturesque là nhấn âm ba cho cô, đẹp như tranh vẽ. Picturesque hay gặp lắm luôn. Rồi recognition, recognition, nhấn âm nick cho cô, nhấn âm ba. Recognition, recognition, sự công nhận. Rickshaw là xe xích lô, xe kéo này, nhấn âm đầu này. Rickshaw. Round là hiệp, là vòng. Nha. Sculpture là điêu khắc, biết luôn rồi. Setting là bối cảnh nha, bối cảnh chưa học rồi. Spectacular, spectacular, con nhấn âm ta cho cô nhóm 2. Spectacular, spectacular, ngoạn mục nha. Structure là cấu trúc nha, công trình kiến trúc nha, công trình kiến trúc. Tomb, tomb, tomb là cái gì, ngôi mộ to đúng á. Tomb. Rồi excited, nhấn âm 2 cho cô này. Excited, phấn khích nha. Excited. Monument là nhấn âm 1 này. Monument. Monument. Monument là tượng đài. Heritage là nhấn âm đầu luôn. Di sản, heritage. Ui đau quá. Heritage, heritage. Rồi tiếp theo, quà lưu niệm, nhấn âm 3. Souvenir. Souvenir. Souvenir, quà lưu niệm. Palace là và bữa gì? Cung điện. Palace, nhấn âm đầu. Breathtaking, ngoạn mục. Breathtaking, cái từ này thấy lạ lạ nha. Breathtaking. Man-made, nhân tạo, nhân âm 2 cho cô. Man-made. Honor, bị câm chữ hờ nè, bảo nè. Honor là tôn kính, tôn vinh. Concern là bảo tồn, nó bằng với preserve đó. Biết cái từ preserve không? Nhây. Bảo tồn. Religious, religious, nhấn âm 2 cho cô nhé, bảo nha. Religious thuộc về tôn giáo. Pilgrim là người hành hương, cái này có trong bài đọc này. Pilgrim, pilgrim, người hành hương. Severe, severe là khắc nghiệt. Severe, nhấn âm 2 cho cô. Severe. Sau bài số 6 này, mới học. Annoy, nhấn âm 2 này. Annoy. Annoy. Attorney, mới học xong. Attorney, attorney, nhấn âm 2. Rồi boom, bùng nổ. Boom, boom, ok. Compare, compartment, compartment, nhấn âm 2. Toa xe, compartment, compartment. Bài số 6 nói về cái gì vậy Nhi? Dan and now phải không? Dạ, Việt Nam, Dan and now. Việt Nam, Dan and now, ok. Rồi changing, changing, tiếng à đâu? Clanging, clanging, tiếng leng keng của tàu á, ngày xưa á. Corporate, hợp tác này. Copper, copper, property, copper, corporate. Cooperative. Đau học quá. Elevated walkway, cái này luôn. Elevated walkway, lối đi dành cho người đi bộ. Exporter, nhấn năm. Exporter. Nước xuất khẩu. Extended family, gia đình đa thế hệ. Extended family, nhấn âm 2 này. Extended. Flyover là cầu vượt, nhấn âm đầu. Rồi, cầu vượt dành sang ô tô. Manure, manure làm bằng tay, nhấn âm đầu luôn. Mushroom, mọc lên như nấm. Mọc lên như nấm, mushroom. Mushroom. Rồi, tiếp theo. Noticeable, noticeable, nhấn âm đầu cho cô là đáng chú ý. Rồi nuclear family là gia đình hạt nhân nhá, nhấn âm đầu. Rồi, tiếp theo triển lãm ảnh này, photo. Exhibition, nhớ cái từ này hay gặp này, b nhá, nhấn âm b nhá. Exhibition chữ hờ bị câm. Exhibition. Rồi tiếp theo người đi bộ này hay gặp này, pedestrian, nhấn âm 2. Pedestrian, pedestrian. Roof, mái nhà này. Rubber là cao su này. Sandal là dép này. Thatch, thatch house, thatch house, nhà tranh lá này. Tile là mái ngói này. Tram là xe điện, tàu điện nè. Train là hào giao thông nè. Tunnel, đường hầm này. Underpass, nhấn âm đầu, đường hầm dành cho người đi bộ qua đường, nhấn âm đầu. Rồi, tiếp theo hết rồi. Cô gửi cái này qua về học thuộc nha. Yeah. Để cô gửi lại cái bản bản mới đây để cho mấy đứa
có cái phần mà cô đánh dấu mà dấu nhấn nữa nhá. Rồi thôi nghỉ đi để cô dạy lớp khác. Em chào cô. Lo mà học đi. Đâu rồi? Copy. Xu ơi, bài học coi.